AS Roma đã tới Budapest. Jose Mourinho ngay lập tức đã ra đòn tâm lý chiến với huấn luyện viên Jose Luis Mendilibar của Sevilla trong cuộc họp báo. Thưa ông Mourinho, tôi đã nói chuyện với một vài người bạn và đồng nghiệp tại Madrid. Họ gửi cho tôi thông điệp này, Sevilla là một đội bóng tuyệt vời, nhưng Roma có điều đặc biệt, và đó là Jose Mourinho. Tôi muốn truyền tải lại cho ông, họ vẫn rất yêu mến ông ở Madrid. Tôi cũng rất mến Madrid, tôi rất yêu quý chủ tịch và các cầu thủ. Các bạn hãy thử tưởng tượng mối quan hệ của tôi với câu lạc bộ và những Madridistas xem. Tuy nhiên, với tư cách là một huấn luyện viên, tôi không phải người xỏ giày ra sân chơi bóng. Một huấn luyện viên nỗ lực rất nhiều trước trận đấu, nhưng trong trận đấu, ông ta không làm được gì nhiều. Hôm nay tôi đã nói với ban huấn luyện, các trợ lý, các nhà phân tích của mình rằng, công việc của chúng ta đã hoàn thành. Chúng tôi ở đây để đóng góp một chút, nhưng bây giờ cái kết của câu chuyện này sẽ phụ thuộc vào các chàng trai. Những đồng nghiệp của bạn ở Madrid đã đúng. Sevilla không chỉ có một đội bóng tuyệt vời, mà còn có hai đội hình rất mạnh. Họ có 25 đến 26 cầu thủ chất lượng hàng đầu. Họ có Manu Bueno, chàng trai duy nhất đến từ đội trẻ, và cậu ấy đã ra sân trận gặp Real Madrid. Cùng với đó là rất nhiều lựa chọn nhân sự với đầy đủ phẩm chất và kinh nghiệm. Tuy nhiên, họ cũng không biết về các chàng trai của tôi. Họ chưa nắm rõ cách chúng tôi thi đấu như một đội là thế nào. Ngày mai chúng tôi sẽ cho họ thấy. Ông nghĩ điều gì sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong trận đấu? Liệu đó là kinh nghiệm của huấn luyện viên, khía cạnh ông nhỉnh hơn Mendilibar, hay đó là hành tích của đội với việc Sevilla thành công hơn ở các đấu trường châu Âu? Hay ta cần phải nhìn vào tổng quỹ lương mỗi đội? Không, tôi không thể tin được điều đó. Có thật không vậy? Thật kỳ lạ khi nhìn vào những cầu thủ mà Sevilla có. Nếu quỹ lương của Roma cao hơn của họ, thì hẳn các cầu thủ Sevilla không có thu nhập cao. Chúng ta đang nói về một đội gồm toàn những cầu thủ giỏi kia mà. Chúng tôi có những cầu thủ năm ngoái vẫn còn chơi ở giải trẻ. Nếu những Nikola Zalewski, Eduardo Bab và Benjamin Tahirovic kiếm được nhiều tiền hơn Eric Lamela, Gonzalo Montiel và Youssef En-Nesyri thì thật sự mức lương ở Sevilla không tương xứng với khả năng của họ. Cho nên tôi không tin đâu. Về kinh nghiệm của tôi so với Mendilibar, điểm khác biệt là tôi có nhiều cơ hội hơn ở châu Âu. Chúng tôi là hai huấn luyện viên cùng thế hệ, cùng số năm kinh nghiệm và cùng một mái đầu bạc giống nhau. Chúng tôi đang ở những vị trí rất giống nhau. Còn về tương quan lực lượng, rõ ràng, họ có những cầu thủ lớn tuổi hơn chúng tôi, với nhiều kinh nghiệm hơn và từng trải qua nhiều trận chung kết hơn. Nhưng đâu phải Roma hoàn toàn chân ướt, chân ráo tới đây. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau được 2 năm và chơi 29 trận ở các giải châu Âu trong thời gian đó. Trong 2 năm qua ở Roma, có điều gì khác biệt so với trải nghiệm của ông ở Tottenham? Tôi đã có cơ hội tham dự 2 trận chung kết tại Roma, một ở Tirana và một trận ngày mai. Điều đó đã không xảy ra ở Tottenham. Trước khi kết thúc buổi họp báo, các nhà báo đã cố gắng đặt thêm một câu hỏi trước khi Mourinho rời đi. Họ hỏi về tình hình của Dybala, và ông trả lời, Paulo đã trở lại tập luyện và cậu ấy có thể thi đấu trong khoảng 20 đến 30 phút.